Một bộ combo các bạn. Giá của cái bộ combo này là 2 triệu 900 nghìn. Và bây giờ chúng ta sẽ đi xem nó có những gì nhé. Tất cả là hàng chính hãng hết các bạn. Cái độ ổn định của khóa Quick 850A thì bây giờ thực sự đến thời điểm này không phải bàn, vì nó được quá nhiều anh em thợ thẩm định và sử dụng rồi. Cả nhiệt cả gió đều rất ổn định các bạn nhé. Siêu bền rồi. Đi kèm khò Quick 850A chính hãng thì chúng ta có ba đầu khò này các bạn. Đây, ba cái của các bạn đây. Thường thì anh em thợ dùng cái này là chính này. Tiếp theo là một cái máy hàn Quick, cũng là thương hiệu Quick các bạn nhé. 936A này các bạn này. Đi kèm là tay hàn chính hãng các bạn. Quick 907A các bạn. Tay này bền vô đối. Một hộp mỡ Antech NC559 có thể giúp các bạn khò hàn và làm chân chipset, một lưỡi hàn chính hãng Quick. Cái dòng Quick này nó có một cái điểm hay là cái linh kiện thay thế của nó rất sẵn, ví dụ như mai so cũng có, vì điều khiển máy khò cũng có, vì điều khiển máy hàn cũng có, tay hàn có cả tay và có cả lõi nhiệt. Các bạn cần mua thì Zalo mình số 0906 010103. Cảm ơn các bạn.